mừng các bạn đã đến với nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Vận động viên tham dự. Chào mừng các đoàn vận động viên tham dự liên hoan quốc tế về nhảy nhót. Nhảy hả? Ồ. Ok, mình chỉ có một khúc đầu đó. Ở đây chỉ có Sĩ Thanh là ca sĩ biết nhảy thôi. Và nhiệm vụ của tụi em là ngày hôm nay phải học bài nhảy do anh biên đạo đúng không ạ? Nhảy khó quá, sao ai nhảy được em? Ok. Vậy, cái bài này tập bao nhiêu lâu rồi? 1-2 ngày. Ok. Anh có chuyện người ta phải làm yêu lộn thôi vậy. Thi nhảy freestyle theo hai phần. Phần 1 quan sát dancer nhảy mẫu 30 giây, sau đó hai đội phải nhảy lại, đội nào được đánh giá nhảy tốt hơn 2 điểm. Phần 2 thi nhảy sáng tạo, mỗi đội được cấp một đoạn nhạc 1 phút 30 giây, có 3 phút để bàn luận, sau đó sẽ thi. Cứ 30 giây thì sẽ đổi leader một lần. Đội nào được đánh giá nhảy tốt hơn được 2 điểm. Ủa chưa gì lên vậy má? Chưa gì lên vậy? Lên! Không! Freestyle sợ cái gì? Anh ơi! Free con khỉ nhảy giống đó! Mày mà! Ôi lại biết nhảy! Số 3 đâu? Số 3 đâu em? Số 3 đâu? Chơi được được hết, vậy đi để mấy hỏi lên đi. Bây giờ các bạn có thi không? Có thi không? Cái đó là chuyện của tôi, không thi thì để đội tôi vô mà. Ok. Tôi gan quá nào biết gì đâu. Cát Tường đứng giữa cho em, chỉ một đêm duy nhất. Sân khấu hoành tráng, ánh sáng trang hòa, lên nhạc cho tụi anh thể hiện. Bây giờ vô, nói vô nha. Phong thái là em chấm anh là nó tướng. Phong thái. Đúng vậy. À. Nói mà. Đi đâu sao vậy? Ủa bao tiền không coi? Hả? Hồi nãy việc có làm như vậy đúng không? Việc. Không được đâu, dưới lên chứ. Lùi về. Em, Việt. Thẹo nè em. Thẹo nè Việt. Thẹo ha. Mình đã là dancer rồi không? Ba cái thẹo thủng rồi mà được. Em chưa thấy, em chưa nghe danh Tuấn Thẹo bây giờ hả? Thôi tôi đi ra. Tôi mở tút nhan sắc xong. Thằng này nó chết nhát mà nó sợ. Em sợ lắm. Mày run mày không sợ, sao mày run mày? Đội bên này á, bên này có sự kết hợp nhiều hơn. Yeah! Mình chỉ cần lúc đầu thôi. Người ta nói chưa có hết. Bên này đồng bộ hơn từ lúc đầu tới khúc phi tai luôn. Phi tai cũng đẹp hơn rõ ràng. Đẹp hơn. Tại vậy thôi. Đơn giản là vậy thôi. Ra chất đúng không? Đó là cái chất của bài. Dạ. Mà tính chất của bài. Còn bên đây kiểu như hợp tác xã quá hả? Còn bên đội bên này á, chất đúng là cũng có chất nhưng mà mỗi người mỗi chỗ mỗi chất khác nhau vậy á. Không có kết hợp, không có kết hợp với nhau. Bạn quyết cho bên nào thắng. Yeah! Sao mình chơi lớn vậy? Bình thường vậy. Như vậy là em có được 2 điểm nha. Có điểm bàn. Nữ bàn bài đó. Rồi Quốc ơi, xin cho phép đội tôi được hát trước. Làm trước. Chắc không. Ok. Ok. Đây mấy chú. Hai bạn phải giỏi nha, chứ không giỏi không theo mình tôi được đâu. Cứ làm tập trước từ từ thôi. Dạ bây giờ đội em xin được phép nhảy trước. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam mà ngại chi đường xa không tới, có là mấy nữa đâu. Đi được không? Đổi bên trái 1 2 3 4, bên phải 1 2 3 4, đưa tay ra phía trước, bên trái ra phía sau. Sao? Đổi chưa? Đó. 1 2 3 4 uống. 1 2. Thế dùng điệu đi, dùng điệu. Nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Thư giãn nghỉ. Yeah. Rồi xin mời đội tiếp theo. Vô đi, vô đi. Bắt đầu chuẩn bị chứ. Cảm ơn. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hey, tôi thấy nó hơi sai sai rồi đó. Thôi ra đằng sau là thấy ngu rồi đó. Quay ra đằng sau thấy ngu rồi đó. Thiếu rồi đó. Quay ra đằng sau thấy ngu rồi đó. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đáp cái nè. Ê, lên đây sexy, đứng dáng đó. Bum xuống xuống, hấp đầu đây. Không chéo như bà vậy. Dắt đó. Bum bum bum. Đây coi chừng đi ra luôn đó nha. Mình tới cửa rồi đó. Cúi xuống tiếp. Trời ơi. Lên đánh đầu, kiểu đầu kiểu chưa giờ đầu. Điệu nhảy nhức đầu. Xong điệu nhảy nhức đầu. Điệu nhảy nhức đầu. Điệu nhảy một mỏi. Xong hết. Đó rồi đó anh. Bây giờ nhận xét bên đây trước. Bên này á, thì mình nhảy có vẻ là động tác vui vẻ hơn, với lại đều hơn lúc nãy nhiều. Dạ có hay. Còn bên đây động tác có sự sáng tạo chứ không phải đơn giản như bên kia đúng không? Cái động tác mà người ta cần sự đều với ông sự hợp tác. Động tác bên này có sáng tạo nhưng mà bỏ giữa chừng, bỏ giữa chừng. Em sẽ chấm bên này. Thua lại 3 điểm nữa rồi kìa. Vậy là tổng kết số điểm này mình là huề nhau. Như vậy là bên đây vẫn dẫn trước bên kia 3 điểm. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy rất là trung thực. Rồi, nhiệm vụ 3 ném bóng rổ. Phần 1, hai đội thi bắt cặp ném đối kháng. Mỗi người có 3 lượt ném liên tiếp. Hai đội có thể đặt cược cho lượt ném của đội mình, tính tổng số lượt ném vào. Nếu thắng cược thì được cộng thêm 2 điểm. Phần 2, hai đội thi đấu bóng rổ đối kháng trong một hiệp 5 phút. Đội thắng 2 điểm. Ở vòng này đội tôi đặt cược lên cho thi trước đi. Đặt cược. Trời ơi, má tôi dầu giờ chùm cuối thì sao đi, để cho mấy đứa đâu ria đi trước đi. Chùm cuối thì cuối. Vậy đi. Em chị vô thi trước đi thì biết chơi này đâu. Để cho mấy đứa kia đi trước đi. Không có thử chơi luôn đi cho rồi. Rồi thấy đi. Và bây giờ lượt của cặp nữ Sĩ Thanh và Cát Tường sẽ thi trước. Rồi, mọi người ném 3 trái. Vô! Vô! Ê! Cố lên chị ơi! Một không à Khánh. Cược đi Thanh. Ba cái à, được hả? Ăn may thôi. Yeah, yeah. Mày ăn may kiểu gì vậy Thanh? Mày cược đi, mày ăn rồi. Chị mạnh quá. Cái cuối Thanh. Chị mạnh quá. Cố lên nè. Được rồi, ăn rồi, okay. Đừng có hế hế gì nữa. Thôi ném đúng đi. Ném vô rồi. Rồi Tuấn với trai chơi đi. Rồi, một điểm. Rồi, có 1 điểm rồi đó. Đàn gì? Đàn què. Trai, mày thấy cái bảng không trai? Hả? Thấy cái ô bảng không? Thấy vô mà đẩy mạnh hơn giúp nè, tôi được 2 cái đó nha mấy người. Vô cái làm danh dự coi Tuấn. Danh dự mình chưa vô được một cái nào luôn đó Tuấn. Hỡi thần rỗ thể hiện nguyên hình. Tôi cho ăn với trái bánh đi. Xin mời. Nói Tuấn, nói Tuấn. Đừng vô rồi đó Tuấn. Cái tay y chang vậy, đẩy mạnh hơn thôi. Hay quá trai ơi. Trời ơi, xem như rồi. Mày chỉ cần một. Đi lên lên để cái lên một. Nó vô một cái gọi là một cái mở mặt nó mày cho đội của Lincoln. Mẹ ơi, chuyến này con đi không về rồi. Tuấn ơi, một cái đi Tuấn ơi. Nói với Tuấn là không cần hù. Xin mời. Xin mời. Cái gì? Ai bị giam ai? Ai bị? Được á, được á, đâu mà được á. Trai tập trung lên nè. Dạ ba Su. Ôi dạ em chịu ơi. Ôi hết lượt. Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy Lincoln. Đội mình thắng mà mình đặt làm gì? Cược đi, cố lên. Tháo kèn ra luôn này. Nè hụt nè. Hụt nè, làm nét nè. Yes. Cao quá mà. Không phải, nó chơi, mấy đứa chơi mà, nó chơi từ nhỏ mà. Thiệt á. Lincoln đẹp trai quá hò. Đẹp trai quá hò. Nó cho nó cược. Vô nó dở lắm. Thiệt. Nó dở kinh hồn. Ba Su. Có áp lực quá. Ê đi. Ba Su. Ghê quá. Quan trọng chiến lực. Ghê quá à. Đây lại lần nữa rồi. Chị làm như thể lực á, cái này là năng khiếu. À, rồi được. Vậy là thấy thua rồi. Đây là năng khiếu. Người ta cũng phải đánh cái cho nó danh dự chứ mại. Còn một cái. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Nó chơi như vậy đó. Thôi bây giờ mình bắt đầu khen nó được rồi đó. Hay quá rồi. Hay quá rồi. Hay quá rồi. À, được được. Hay quá rồi. Rồi sao? Đấy là đội mình không vô được cái nào luôn hả? Mà vậy đi. Đúng rồi. Để cho đẹp. Thôi vậy đi. Baggio được 2 điểm. Ê, em đặt cược mà. Cược thì em 1 điểm thì Thành 2 điểm chứ sao? Thì là em ăn 2 điểm thì Sĩ Thanh nữa là 3 điểm. Sĩ Thanh với chị Huệ mà. Gì? Huệ. Sao Huệ? À quên lộn. Trời ơi bà. Bạn không Kiều Minh Tuấn nó thắng. Bây giờ qua phần 2, 2 đội thi đấu bóng rổ đối kháng trong vòng 1 hiệp 5 phút, đội thắng được 2 điểm rồi vậy đi. Rồi giờ chơi nha. Anh ơi! Anh ơi! Đi chơi chơi! Vô đây là tôi thải cho thằng Tuấn nữa! Rồi! Đi vậy! Gì vậy? Trời ơi! Ê! Chết chưa? Ra ngoài rồi! Đưa bên đường thôi! Em làm gì vậy? Đưa bên kia! Vô! Kết thúc vòng thứ hai, điểm hai đội vẫn bằng nhau. Tổng kết điểm đội tuyển lúc này Lincoln và đội tuyển. Bây giờ tin tôi không? Tin tôi lần cuối. Khoan, bây giờ em chọn cái mức này, mức giữa là mức xa nhất. Ok, em cược luôn, coi như nếu như em ném hụt thì đội em thua, ném vô thì đội thắng. Đám chơi không? Thôi dẹp biển đi. Không, ở đây ở giữa luôn mà, ở giữa luôn mà. Rồi, chị quyết định tạo điều kiện cho hàng ngàn hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình để biết Baggio của chúng ta. Anh nói cho em nghe, chị chấp nhận thua bàn này, chị hy vọng em sẽ chọi được một quả bóng. Đây không phải là ăn thua nữa, mà chỉ một đêm duy nhất. Cái gì? Một đêm duy nhất. Ánh sáng trang hòa, âm thanh hoành tráng. Vâng, Baggio. Anh khép cái mỏ lại đi Tuấn ơi. Anh ra đi, người ta đang cười mà. Bị khớp gói chân đó. Và bây giờ đội bạn đã thua không? Để cho nó nói. Mày nhục quá, mày nằm đi. Mệt quá là bằng nhục cả biệt đội xấu đi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi chơi một môn sở trường của tôi. Tôi thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì ngày hôm nay tôi rất là may mắn và vinh dự vì có một bạn chơi đồng hành, đó là Ngọc Trai chơi cùng với tôi. Đó là người hại tôi xuyên suốt cuộc chơi ngày hôm nay. Rồi tới giờ ngày hôm nay không phải do tao là do mày hết. Tới giờ em chỉ phân tích là ok, em tin ở Trai, lại đổ cho Ngọc Trai. Trời ơi, một người chơi fan like kỳ quá, đúng không? Mình thua thì nói mình thua. Đội tôi là ngu đều nè, đúng không? Dìu dắt nhau nè, dược thắng nè, thấy chưa? Yeah. Không than trách ai nữa, đúng rồi. Nhưng mà anh nói thiệt nè, hồi nãy Baggio nó nói là đáng lẽ nó thắng, nó có nhiều cơ hội thắng lắm, nhưng mà do em là một đồng đội rất là tệ hại kéo cho Baggio xuống. Em nghĩ có đúng như vậy không? Không, thực sự là trong mỗi đội là đều phải có ngôi sao cả. Ừ, nhưng mà ngôi sao này thì sao em? Đâu, đang nói ai là ngôi sao? Em là ngôi sao. Em là ngôi sao vậy? Sao chổi ra? Chị chúc mừng em. Dạ. Em là một cái người khách mời thua cuộc và được vinh dự mời đến đây tham gia biệt đội X6 lần thứ hai. Vẫn thua cuộc. Đây toàn là những gương mặt cũ mềm, không cần phải nói nhiều, quen thuộc, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta hãy bình luận đi. Em nghĩ điệp viên cái nằm bên kia. Vận động viên quốc gia, vận động viên toàn trường bộ môn bóng rổ mà toàn chơi bóng rổ không? Tuyển mà mình thì không biết chơi. Không dám thua, tại vì đội mình là có điệp viên, đúng không? Mà để thua là chết nữa, cho nên là phải cố gắng xin vớt cái cuối. Đúng rồi. Làm sao mà, đúng không? Baggio. À. Tôi nói Baggio. Tôi mở lời xin là vì đó là vì danh dự của tôi, vì bộ môn này là bộ môn sở trường. Mà tại sao bộ môn sở trường mà trong một đội có hai người bộ môn đều là sở trường? Đến thi bộ môn nhảy thì bên đây lại là ca sĩ nữa. Đúng rồi. Người ta vũ đạo là ca sĩ mà chị nói. Chị là ca sĩ phòng trà, có đứng hát thôi. Đó, còn bây giờ người ta hát là ta hát chỉ là nội tâm nhân vật chặt xéo trong cái giọng hát thôi. Còn bây giờ là vũ đạo, chỉ đâu có vũ đạo, đúng không? Đó, như vậy thì em thấy đi, từ cái vòng nhảy là bao nhiêu qua tới cái vòng bóng rổ, trong khi cái được mình được có một cái vòng đèn cày ấy, thì cái đèn mình đèn hụt tim cục ngủng rồi diêm ở đâu, bên này nghi vấn lắm, ở đâu ra mà nó tắt đèn cày hoài mà vẫn còn chính cái diêm. Ủa tại sao mình không thông minh là mình xài cái đèn dầu? Cái đèn dầu nó không tắt, chỉ sợ tắt cái đèn cày. Cái đèn dầu cái Aladdin là đèn cày tại cái chỗ đó đó, thấy chưa? Nói tóm lại điệp viên đã nằm trong đội các bạn. Rồi chị đoán ai? Tôi đoán Sĩ Thanh. Ủa? Sao bà vô duyên quá vậy? Tại vì á, tôi không có thích nhảy, mà làm nhảy giống như là làm nhục tôi, cho nên tôi chọn Sĩ Thanh, bởi vì Thanh là ca sĩ. Vậy đi. Rồi, Lincoln. Em cũng chọn Sĩ Thanh luôn. Tại vì có những ánh mắt nhìn mọi người quan sát rất là kỹ. Và cái lúc nhảy thấy có điệu bộ rất là quen thuộc như đã học rồi, biết rồi hay sao. Thì ra là cái tố chất của chị đó em. Sĩ Thanh nói đi Sĩ Thanh ơi. Cái dòng này thì em phải nói một nghi vấn đầu tiên. Tức là đội của em cũng chật vật để kiếm xe. Đội chị rất là nhanh. Em phát hiện được một yếu tố phát giác ra cái Uber mà chị Tường nói. Thật ra là tài xế riêng của chị Tường. Rap taxi! Trời ơi, hên quá anh rap taxi! Ủa sao lại còn rap vậy? Anh rap taxi ơi! Xe cũng là xe riêng của chị Tường. Em vẫn nghi ngờ chị Sĩ Thanh. Và tôi, chính là bạn chơi dở nhất trong ngày hôm nay. Tôi, hạt giống số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Người đó là Baggio. Và điệp viên tôi nghi ngờ không ai khác chính là Lincoln. Và điệp viên ngày hôm nay theo cái kiểu chị ánh mắt và thái độ động tác tôi nghĩ là lên cơn. Lên cơn. Tôi điệp viên của ngày hôm nay đó chính là Lincoln. Đầu mẹo Ngọc Trai. Nó luôn kìa. Tự thấy không? Ấy, tôi là điệp viên rồi ba. Bây giờ bạn hãy kể cho mọi người biết là chương trình đã cung cấp những gì cho bạn đi. Một bịch diêm phải không? Không, một hộp diêm có trong đó hơn 100 cây. Tôi đi dọc thấy bà nội tôi luôn nè. Anh đồng Ngọc Trai chỉ được phát 5 que diêm thôi. Chính Ngọc Trai xin hoa một chút tập thả một bao. Thì mỗi đội ban đầu được cấp là 10 que diêm. Nhưng riêng đội của điệp viên thì riêng điệp viên có thêm 5 que diêm, hơn 15 que diêm. Nói nghe, bây giờ cho 5 hộp diêm được không? Chứ 5 que cũng không nổi đâu. Tại vì bị cái là người hay ra mồ hôi lắm. Hiểu không? Còn bây giờ biết nhét ở đâu bây giờ? Rồi sau đó là người ta mới nói là em hãy bắt Baggio về đầu của mình. Không có chọn Baggio được. Tại vì thực sự thấy cao cao rồi thôi chứ chơi bóng rổ dở lắm. Thấy không? Được cái tướng thôi. Sai lầm. Bắt Baggio về đầu của mình tại vì ngày hôm nay là sẽ có một trò liên quan tới cái sở trường của Baggio thì em nghĩ là chắc là nó cái gì đó như là phong rổ hay là gì đó. Rồi thì tới lúc mà là chơi những cái trò mà như là chơi ski rồi hay là lay đó, nhưng mà là em thấy tại vì đến đó là em vẫn chưa biết mình có thực sự là điệp viên hay không, tại vì là lỡ chương trình nói em vậy rồi cũng nói vậy và xong cái cuối cùng ra cái này là nó lại khác thì sao. Nhưng mà khi mà là tới tận cái cuối cùng rồi đó thì em cứ theo cái điều người ta nói thôi, là chắc là em là điệp viên thì người ta cứ nói đừng có tin. Cấn biết vẽ không Cấn? Biết. Anh Thành Sơn là họa sĩ mà chuyên vẽ hình trăm biếm họa. Em biết vẽ không? Ê vậy vô đồ ăn mình sao? Vẽ đem vô đồ ăn mình rồi sao? Tôi phải lựa đúng cái cọ của tôi nha. Đây là cọ số 4, chuyên để vẽ mép, miệng. Mình quá fair play Thanh. Quá fair đi. Thì tụi mình chơi lúc nào mà không fair chú. Cấm gì nhiều em nghĩ vậy. Thôi được rồi, để tay. Giống vậy. Thôi. Sao? Cái thằng này chán ghê luôn á. Để vẽ thêm nha, để vẽ này nha. Bớt ăn lại phải gấp khăn, sạch sẽ chút nha. Tệ luôn. Ghê quá anh. Trời ơi, tệ quá. Quá tệ. Ờ. Lấy cái gì? Thôi. Đau quá. Thôi. Trời ơi. Thôi đập được. Đâm rắn mà sao mày nhây quá vậy? Đập được. Lỡ rồi, đập đi. Cái kia thôi. Cái đập rồi á, cái đập rồi nè. Đúng rồi. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngốc nghê, tìm một người đến nỗi rơi lệ là thế. Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay của người khác,